Lan Hương kính chào tất cả các quý vị. Chào mừng quý vị đang cùng đến với những tin tức mới nhất hôm nay của tin tức 24 giờ TV. Bản tin hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Trung Quốc nguy cấp, tiếp tục đối mặt đỉnh lũ lụt lịch sử 50 năm có một. Sốc với số lượng ô tô bị hư hại trong lũ lụt Trung Quốc, được ví như bãi tha ma xe hơi. Triều Tiên tức giận lên tiếng cảnh báo, sẵn sàng dùng vũ lực đáp trả Mỹ-Hàn. Tàu hàng Panama mắc cạn, vỡ đôi ở Nhật Bản. Nga không kích dữ dội, trụ sở chỉ huy của phe cánh thổ bị thổi bay. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Tin nóng Trung Quốc nguy cấp tiếp tục đối mặt đỉnh lũ lụt lịch sử 50 năm có một. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, các nhà chức trách phòng chống lũ lụt Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến tỉnh Hắc Long Giang, nơi bắt đầu ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 2 vào ngày 12 tháng 8, khi một số con sông vượt quá mức cảnh báo. Văn phòng phòng chống lũ lụt của tỉnh cho biết, dòng chính của sông Hắc Long Giang từ Hắc Hà đến Phù Viễn đã vượt quá mực nước cảnh báo 0,26 đến 2,62m vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 8. Đoạn sông từ huyện Gia Ấm đến huyện La Bắc sẽ đạt đỉnh lũ từ ngày 12 đến 14 tháng 8, cao hơn mức báo động từ 1,55m đến 3m, theo dự báo mưa lũ của các cơ quan thủy lợi trung ương và địa phương. Một đỉnh lũ khác sẽ xuất hiện tại đoạn sông từ huyện Đồng Giang đến Phú Viễn trong các ngày từ 16 đến 20 tháng 8, vượt mức cảnh báo từ 1,7 đến 2,33m. Dự báo cho biết lũ lụt lần này sẽ có cường độ lớn, xảy ra khoảng một lần trong vòng 50 năm. Tỉnh Hắc Long Giang đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 8 và yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và chuẩn bị ứng phó lũ lụt toàn diện đầy đủ. Các nhà chức trách phòng chống lũ lụt quốc gia của Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến tỉnh Hắc Long Giang hôm 10 tháng 8. Các quan chức đã lưu ý tại một cuộc họp cùng ngày rằng tình hình lũ lụt ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn còn nghiêm trọng trong tháng 8. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, một đợt mưa dữ dội đã đổ bộ vào Đông Bắc Trung Quốc, trong đó các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sốc với số lượng ô tô bị hư hại trong lũ lụt Trung Quốc. Hiệp hội Thương mại địa phương ước tính hơn 400.000 ô tô đã bị thiệt hại trong lũ lụt Trung Quốc ở Trịnh Châu, Hà Nam hồi tháng 7. Những hình ảnh dưới đây cho thấy một trong những bãi để xe hỏng do lũ lụt. Nhiều chiếc trong số này có thể sẽ phải vứt bỏ hoàn toàn. Đầu tháng này, theo chính quyền tỉnh Hà Nam, số người tử vong vì lũ lụt đã lên tới 302 người, trong đó 50 người vẫn mất tích, đa số nạn nhân ở Trịnh Châu. Mới đây, thành phố vốn đã ngập nước lại hứng chịu lượng mưa 200mm chỉ trong một giờ. Mưa to nhanh chóng biến đường thành sông và cuốn trôi các phương tiện. Trẻ em bị mắc kẹt trong trường học và công nhân thì buộc phải ở lại qua đêm tại nơi làm việc của họ. Theo hãng tin AP, các tuyến tàu điện ngầm bị ngập lụt khiến cho 14 người thiệt mạng. Các dịch vụ xe buýt và taxi chỉ mở cửa hoạt động trở lại hôm 8 tháng 8 ở Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích, bốn thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, các quan chức ở Hà Nam cam kết khôi phục điều kiện sản xuất và sinh hoạt cơ bản ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt về mức trước thiên tai trong vòng một năm. Giới chức Hà Nam cũng cam kết sẽ cải thiện các biện pháp chống lũ lụt và khả năng thoát nước của các con sông và các công trình thủy lợi trong vòng 2 đến 3 năm. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang phải đối mặt đỉnh lũ lụt 50 năm có một. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, các nhà chức trách phòng chống lũ lụt Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến tỉnh Hắc Long Giang, nơi bắt đầu ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 2 vào ngày 11 tháng 8 khi một số con sông vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo, lũ lụt lần này sẽ có cường độ lớn, xảy ra khoảng một lần trong vòng 50 năm. Triều Tiên tức giận lên tiếng cảnh báo, sẵn sàng dùng vũ lực đáp trả Mỹ-Hàn. Trong cuộc phỏng vấn hãng tin TASS Nga ngày 12 tháng 8, đại sứ Triều Tiên tại Nga Shin Hong-chon kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung của đồng minh Mỹ-Hàn. Mỹ nên rút binh sĩ và khí tài quân sự được triển khai ở Hàn Quốc để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Shin cho biết. Đại sứ Triều Tiên cho rằng sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là lý do chính dẫn đến tình hình nghiêm trọng thường xuyên trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề này sẽ không bao giờ chấm dứt chừng nào quân đội Mỹ còn đóng ở Hàn Quốc. Ông Shin nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ đối xử với Mỹ trên nguyên tắc vũ lực đáp lại vũ lực và tốt đẹp đáp lại tốt đẹp, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng cần tăng cường các lực lượng có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Đại sứ Triều Tiên cũng cho rằng quyết định của Mỹ khi tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc
cho thấy Washington không muốn sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Ông Shin gọi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc diễn tập chiến tranh và chuẩn bị cho một cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào Triều Tiên, bất kể quy mô và hình thức tập trận. Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận chung của đồng minh Mỹ-Hàn là các hành động thù địch nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc ngày 10 tháng 8 bắt đầu đợt huấn luyện sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung từ ngày 16 đến 26 tháng 8. Trong những ngày qua, hàng loạt quan chức Triều Tiên đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ và Hàn Quốc nhằm gây sức ép trước thềm cuộc tập trận chung. Bà Kim Yo-yong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích Hàn Quốc phản bội, đồng thời tuyên bố Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia và tấn công phủ đầu mạnh mẽ để phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ hành động quân sự nào. Ông Kim Jong-chol, tướng quân đội kiêm chính trị gia cấp cao của Triều Tiên, phụ trách vấn đề liên Triều cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ khiến Hàn Quốc và Mỹ phải trả giá đắt vì tổ chức cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào mùa hè. Các quan chức Triều Tiên cũng cảnh báo về cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận. Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên bất ngờ đồng ý nối lại đường dây liên lạc với Hàn Quốc hồi tháng trước. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết trong 3 ngày liên tiếp gần đây, Triều Tiên đều từ chối trả lời các cuộc gọi từ Hàn Quốc thông qua đường dây liên lạc. Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Hàn Quốc hôm nay kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, không thực hiện các hành động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không có ý định thù địch với Triều Tiên và cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hoàn toàn mang tính phòng thủ. Tàu hàng Panama mắc cạn, vỡ đôi ở Nhật Bản. Reuters dẫn thông tin từ lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày 12 tháng 8 cho biết tàu hàng Crimson Polaris treo cờ Panama đã mắc cạn gần cảng Hachinov ở phía bắc Nhật Bản từ sáng ngày 11 tháng 8. Con tàu đã cố tự giải phóng nhưng không thể do thời tiết xấu. Cuối cùng nó buộc phải neo lại ở vị trí cách cảng khoảng 4 km. Đến sáng nay, con tàu bị vỡ làm đôi và khiến dầu rò rỉ ra biển, nhưng may mắn là không có ai trong số 21 thủy thủ bị thương. Lực lượng ứng phó đã phát hiện và đang xử lý một khoảng dầu loang kéo dài khoảng 5,1 km và rộng khoảng 1 km. Trong khi đó, hai phần của con tàu vẫn đang được giữ nguyên ở hiện trường và được đội tàu tuần tra giám sát chặt chẽ. Tàu Crimson Polaris có tải trọng gần 40.000 tấn với thủy thủ đoàn, được cho là gồm người Trung Quốc và Philippines. Thời điểm xảy ra sự cố, con tàu đang chở gỗ. Nga không kích dữ dội, trụ sở chỉ huy của phe cánh thổ bị thổi bay. Mới đây, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân trong khu vực Jabhat al-Jawiya ở tỉnh Idlib của Syria. Trụ sở chỉ huy của Hayat Tahrir al-Sham nằm ở núi Jawiya, ngoại ô thị trấn Banshon đã bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 2 ngày liên tiếp vào Idlib. Ngày 9 tháng 8, ít nhất 4 cuộc không kích của Nga đã nhằm vào các công sự Jawiya của phiến quân do lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở tỉnh Idlib. Các cuộc không kích diễn ra đồng thời với các cuộc pháo kích hạng nặng của quân đội Ả Rập Xê Út và các vị trí ở phía nam Idlib. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Hayat Tahrir al-Sham. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, Nga đã triển khai hơn 80 cuộc không kích nhằm vào miền nam Idlib trong tháng 7. Liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn là lý do lực lượng Nga và quân chính phủ Syria tăng cường các cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào phe phái tự nhận là phe đối lập ôn hòa. Ngày 5 tháng 8, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhắm vào các vị trí của phiến quân xung quanh thị trấn Ambara, vùng nông thôn phía nam Idlib, và khu vực xung quanh thị trấn Kabani, vùng nông thôn phía bắc Latakia. Nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở cả hai thị trấn này. Bên cạnh các cuộc không kích của Nga, pháo kích của quân đội Ả Rập Xê Út, các tay súng bắn tỉa thuộc quân chính phủ cũng tăng cường hoạt động truy lùng và tiêu diệt kẻ thù. Tờ SF cho biết, hai tay súng ở khu vực núi Al-Jariya thuộc vùng nông thôn phía nam Idlib đã bị tiêu diệt. Cả hai tay súng này đều được xác định thuộc lực lượng đặc biệt trong lữ đoàn Abu Bakr al-Siddi của Hayat Tahrir al-Sham. Các nhóm do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib và vùng nông thôn Aleppo cũng đang phải đối diện với các cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria. Ngày 5 tháng 8, hai dân thường đã thiệt mạng do lực lượng người Kurd tấn công vào khu vực gần thị trấn Hajan. Đây là khu vực phía bắc Aleppo do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.
Các chiến binh người Kurd cũng đã tấn công một xe cứu thương của tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng bằng tên lửa chống tăng, dẫn đường, khiến một thành viên của tổ chức này thiệt mạng. Các cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria được cho là phản ứng trước các cuộc pháo kích dữ dội của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái được Ankara hậu thuẫn nhằm vào vùng nông thôn Rafah. Tình hình tại Idlib vô cùng căng thẳng khi Hayat Tahrir al-Sham và các phiến quân khác trong khu vực thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cách đây không lâu, Haras al-Din, một nhóm có liên hệ với khủng bố, đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Damascus. Các nhóm vũ trang do Hayat Tahrir al-Sham dẫn đầu liên tục tăng cường các cuộc tấn công trong những ngày gần đây để hỗ trợ phiến quân ở Dara. Hiện tại, phiến quân tại Dara đang giao tranh dữ dội với quân đội Ả Rập Syria vì từ chối ký kết các thỏa thuận. Trước đó, nhà lãnh đạo ở Dara al-Balad từ chối yêu cầu mà chính phủ Syria đã đặt ra, bao gồm việc triển khai các đơn vị tới khu vực trục xuất các tay súng bị truy nã. Moscow đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán, nhưng không thành công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức kế tiếp.